Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, theo lộ trình được Bộ Chính trị thông qua vào tháng 11 năm 2012, Việt Nam lần đầu tiên cử cấp đơn vị tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc vì đây là thời điểm rất quan trọng. Trên cơ sở đó, quyết tâm của Bộ Quốc phòng, của lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 và toàn bộ nhân sự tham gia Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 là phải quyết tâm đi là phải chiến thắng. Do đó, 4 năm công tác chuẩn bị bệnh viện dã chiến về mặt lý thuyết và thực hành đã được diễn tập nghiêm túc kỹ càng. Tháng 10 năm 2018, sau 5 năm chuẩn bị, bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam chính thức lên đường nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại quốc gia châu Phi là Cộng hòa Nam Sudan với 63 cán bộ nhân viên. Nhưng khi sang tới Bentiu, Nam Sudan, nơi đóng quân cách thủ đô Cộng hòa Nam Sudan khoảng 700 km, thì khó khăn ập đến. Khó khăn đầu tiên và cũng là thử thách phải kể đến là thời tiết. Nhiệt độ bên ngoài trời vào ban ngày là khoảng 45 độ, lại không có cây cối, các chiến sĩ bị sốc nhiệt. Nhận nhiệm vụ được giao là tiếp nhận bệnh viện dã chiến cấp 2 của Vương quốc Anh. Theo yêu cầu của phái bộ, trong vòng 1 tháng, bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam phải hoàn tất và đủ tiêu chuẩn để đưa vào hoạt động. Với thời tiết ban ngày nóng như thiêu đốt, nơi ăn chốn ở còn hạn chế, thời gian 1 tháng để triển khai toàn bộ bệnh viện mà trang thiết bị còn thiếu, do hàng hóa đi theo đường hàng không chưa đủ, phải chở cả hàng hóa đi theo đường biển. Vượt lên trong thế khó, với sự chuẩn bị kịch bản chu đáo và bằng tinh thần chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, với sự nỗ lực đoàn kết đồng lòng của các cán bộ chiến sĩ nên tất cả các hoạt động diễn ra suôn sẻ. Thời tiết nắng nóng thì các chiến sĩ dậy thật sớm, làm đến 10 giờ thì rút vào nghỉ, đến chiều thì 3 giờ mới bắt đầu làm. Chỉ sau 2 tuần vừa xây dựng vừa nhận chuyển giao chuyên môn, Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Vương quốc Anh thấy phía Việt Nam làm cơ bản tốt nên đã đề nghị bàn giao bệnh viện sớm hơn, rút lại còn 3 tuần. Đến ngày 26 tháng 10 năm 2018, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 chính thức làm lễ thượng cờ Việt Nam tiếp quản Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Vương quốc Anh. Về chuyên môn của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 là thu dung cấp cứu điều trị. Trong một năm, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu điều trị khám bệnh khoảng hơn 2.000 lượt bệnh nhân, nhiều hơn nhiều lần so với các đơn vị bạn trước đó. Về chất lượng, bệnh viện của Việt Nam cấp cứu điều trị nhiều bệnh nhân nặng và bệnh viện đã mổ tổng cộng 64 ca bệnh, có hơn 20 ca trung và đại phẫu. Trong đó có một ca mổ rất ấn tượng, đó là sĩ quan người Mông Cổ bị hoại tử ruột 1,2 mét do xoắn ruột. Sau 5 giờ mổ, các bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam thực hiện cứu sống bệnh nhân. Sau đó, bệnh nhân được hồi sức tích cực và chuyển về tuyến sau là Bệnh viện dã chiến cấp 3 ở Uganda. Cả phái bộ ngạc nhiên vì ca mổ khó, còn tuyến trên thì đánh giá bác sĩ Việt Nam mổ tốt quá, không cần can thiệp gì hơn. Trường Y tế Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Nam Sudan đã khen Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tại buổi giao ban của phái bộ. Có thể nói, ca mổ thể hiện điểm nhấn về chuyên môn và trình độ của bác sĩ Việt Nam khi làm việc ở môi trường khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt. Bên cạnh chuyên môn thì công tác đối ngoại cũng được xem là nhiệm vụ song song. Sau một năm, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã để lại hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ấn tượng với bạn bè quốc tế. Rất nhiều quan chức phái bộ đã đến thăm Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1. Bên cạnh là chuyên môn, họ thích được ăn món ăn Việt Nam do cán bộ chiến sĩ Việt Nam nấu. Họ truyền tay nhau xuống đó được thăm doanh trại đẹp, vườn rau đẹp và được ăn món ăn Việt Nam. Cán bộ thì hồ hởi, rất tốt và gần gũi. Chính những điều này đã khẳng định Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã tạo được hình ảnh với người dân tại nơi mình đóng quân. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 xác định phải gắn bó kết hợp chặt chẽ với phái bộ, vừa triển khai các công tác dân vận, phối hợp với phái bộ để ra khu thường dân tặng quà. Đó là sản phẩm của Việt Nam như mì tôm, lương khô, sách vở, tô màu. Sau đó là giao lưu, khám chữa bệnh. Cuối tuần, các chiến sĩ thường xuyên ra khu thường dân dạy chữ, như dạy cho bà con viết chữ Việt Nam. Từ các cụ già đến em nhỏ khi thấy các chiến sĩ đều gọi hai tiếng Việt Nam. Các chiến sĩ còn mang cả tập tô hình Bác Hồ và nói với người dân đây là chủ tịch của Việt Nam. Dần dần tạo mối quan hệ thân thiện, nói chuyện với họ như anh em bạn bè.